Xin chào mọi người, tiếp tục đến với nội dung bộ phim Đấu La Đại Lục. Ở tập trước, Đường Tam đã giao thủ với bao con Thiên Quân Nghĩ, hắn tung ra Lam Ngân Hoàng cho đối thủ lại. Vậy nhưng ai ngờ, đây lại là cạm bẫy của bọn chúng. Bọn chúng nhanh chóng kéo Đường Tam lại, hai bên giằng co nhau kịch liệt. Đường Tam cảm thấy bất ngờ, khí tức của chúng thật lớn, hai thân tam số kích nặng 10 vạn 8000 cân, lại thêm sức mạnh của hắn, ấy vậy mà không chiếm được ưu thế. Ba tên kia hợp lực trong nháy mắt đã phóng ra hơn 20 vạn cân. Thảo nào bà nãy đối mặt với Lam Ngân Hoàng cũng không né tránh, hoàn toàn là nhờ đòn tấn công của hắn. Đường Tam nhanh chóng dùng Lam Ngân Hoàng quấn quanh các tảng đá rồi phân tích. Chí lực của ba con Thiên Quân Nghĩ Hoàng này đã gần ngang nhân loại, sức kéo đến từ ba hướng khiến cho hắn bị ép vô cùng đau đớn. Đây là đang muốn đọ sức lực với hắn. Hắn liền quấn Lam Ngân Hoàng vào một tảng đá treo lơ lửng trên đầu bọn chúng. Sau đó liền thoát ra sử dụng kỹ năng hồn cốt tay trái là trọng lực mê chiểu, lại thêm sử dụng sức nặng của tam sọ kích vào bản thân hắn để chèn ép xuống. Tảng đá khổng lồ đâm xuống đầu ba con hồn thú. Mọi thứ xung quanh bị chấn động kịch liệt, kỹ năng trọng lực mê chiểu có thể cường hóa 10 lần trọng lực. Như vậy, sức nặng của hai thần tam sọ kích sẽ tăng lên thành 108 vạn cân bởi xa sức hợp của ba con Thiên Quân Nghĩ Hoàng này. Vậy nhưng bọn chúng sau khi ăn trọn cục đá vào mặt thì vẫn chưa chết. Chúng chậm rãi đứng dậy, sau đó đào bới khắp nơi khiến vô số tảng đá sập xuống. Đường Tam vội vã bỏ chạy. Phe địch thế vậy liền ném tới rất nhiều cục đá. Chỉ chờ hắn quay người hóa giải thì một con Thiên Quân Nghĩ đã xuất hiện bổ xuống. May mà hắn kịp thời tránh né, sau đó lại tiếp tục bỏ chạy. Vừa chạy vừa đánh giá đám này vô cùng khó chơi. Ba con hồn thú lập tức đuổi theo, nhanh chóng áp sát. Đường Tam kéo mấy tảng đá chặn đường. Bọn chúng cũng đánh tới nhiều tảng đá. Đường Tam đành phải đứng lại. Sau đó chủ động tiến lên dùng hồn kỹ thứ 4, tạo ra nhiều tầng làm Ngân Hoàng ngăn chặn những tảng đá đang lao tới. Nhưng mà sức lực của đám hồn thú này lại giống như vô tận. Chúng liên tục đứng từ xa ném ra công kích, buộc hắn phải đánh ra kỹ năng hồn cốt chân trái ngăn chặn tất cả. Công kích đến từ ba hướng khác nhau, vừa mới hóa ra được màn công kích trước mắt thì ba con hồn thú lại chủ động lao lên đánh cận chiến. Hắn nhận ra mục đích thực sự của đám này là dùng cự thạch để yểm hộ. Sát chiêu thực sự mới là đòn tấn công phía sau. Hắn nhanh chóng dùng bát chu màu ngăn cản công kích từ phía sau, tam sọ kích ngăn cản hai đòn công kích phía trước, thân thể nhanh chóng lao xuống bên dưới. Hắn cảm thấy nề phục khả năng phòng ngự của bát chu màu, không hồ là hồn cốt đã đạt tới thần cấp. Không chỉ có khả năng cường hóa phòng ngự mà còn có thêm hiệu quả phản sát thương. Hắn liên tục phóng ra nhiều cái chân nhện để lùi bọn chúng, cảm thấy cách này có hiệu quả nên hắn lại tiếp tục sử dụng bát chu màu, quay vòng vòng tạo thành một lốc xoáy chấn bay đối thủ. Kế tiếp là sử dụng ra thôn phệ kim tì hấp thu sức mạnh của Thiên Quân Nghĩ. Ba tên kia nhanh chóng bị cầm chân, không còn dãy dụa được. Hắn cảm thấy thôn phệ kim tì sau khi tiến hóa quả nhiên lợi hại, thần cấp bị áp chế, còn có kịch độc ăn mòn. Qua trận chiến này hắn đã hao tổn rất lớn, chỉ bằng hấp thu năng lượng của bọn chúng trước rồi tính. Tốc độ hấp thu quá nhanh, một tên hồn thú nhanh chóng bị hút khô sinh mệnh. Có thể nói rằng thôn phệ kim tì và hồn cốt ba chu màu vốn là đến từ ngoại phụ hồn cốt của nhân diện mai chủ. Đây chính là thiên địch của hồn thú lại quân trùng. Rất nhanh chóng, cả ba tên đã bị hút khô. Hắn nhận định ba con Thiên Quân Nghĩ này không tầm thường. Sức mạnh và tu vi của bọn chúng đủ để trở thành hồn hoàn của Hạo Thiên Trùy. Vậy nhưng bây giờ lại đồng thời xuất hiện ba cái hồn hoàn khiến cho hắn cũng phải bất ngờ. Không thể chọn một trong ba cái để hấp thụ được. Trước mắt chỉ có hai lựa chọn, hoặc là từ bỏ cả ba cái hồn hoàn rồi tìm kiếm hồn thú khác thích hợp, hoặc là hấp thu đồng thời ba cái hồn hoàn. Hấp thu cả ba hồn hoàn một lúc thì quá nguy hiểm, toàn bộ giới hồn sư cũng chưa từng có tiền lệ. Vậy nhưng nếu từ bỏ thì lại phải mất nhiều thời gian đi tìm kiếm hồn thú tu vi 5 vạn năm trở lên. Ba con Thiên Quân Nghĩ Hoàng loại sức mạnh này là lựa chọn tốt nhất cho họ Thiên Trùy, cho nên hắn lựa chọn hấp thu cùng lúc ba cái hồn hoàn. Hắn lập tức ngồi xuống hấp thu, quá trình này không được suôn sẻ. Ba cái hồn hoàn phản ứng kịch liệt khiến hắn phải chật vật chống đỡ. Vậy nhưng Đường Tam vẫn kiên quyết không bỏ cuộc. Và mọi chuyện tiếp theo sẽ như thế nào, các bạn hãy đón xem nhé. Video của mình tới đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại.